Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Vũ Hồng đang ở hẻm số 10 đường Mai Hắc Đế, phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị và bạn một căn nhà nằm ở hẻm số 10 đường Mai Hắc Đế, thông qua hẻm số 313 đường Lưu Hữu Phước, gần ngay chỗ góc đường Gạch Khác với đường Lưu Hữu Phước. Căn nhà mình nằm trong hẻm thông này nè cô chú anh chị. Nhà mình cũng có lối đi riêng biệt từ cái hẻm chính này vào. Căn nhà mình có diện tích đất sở hữu hiện tại là khoảng 40m² và diện tích được công nhận là 37m ha. Nhà mình có kích thước ngang là 3m8 và chiều dài là 10m. Nhà có giấy chủ quyền hồng hoàn công đầy đủ luôn nha. Hẻm này mình đi thẳng thì mình sẽ đi qua bên phía đường Lưu Hữu Phước. Khu vực này là khu dân cư hiện hữu nha. Đó, cái hướng này đi thẳng là mình sẽ ra đường Lưu Hữu Phước, hẻm 313 đường Lưu Hữu Phước nha cô chú anh chị. Và hẻm cao ráo không ngập nước ha. Hẻm này xe ba gác Trung Quốc chạy qua lại bình thường nha. Nhà mình có cái cổng biệt lập đi vô thì khoảng 1m và đi vào 4m là tới nhà mình ha. Đó, cái hướng phía trước nè, phía trước là nhà mình là cao ráo không ngập nước. Căn phía sau lưng căn mặt tiền nha, giữa hai căn nhà lớn. Nhà mình có cái cổng riêng biệt này. Khi mà mình xây mới á thì mình có thể giật lùi lại một chút xíu làm khoảng sân cũng được, hoặc mình xây hết cũng được luôn nha. Nhà mình nếu mình xây mới thì một trệt với 2,5 lầu ha. Nhà địa chỉ 313/8/1 đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Cái cổng này là hướng Tây ha. Còn ở bên trong nếu mình làm cái cổng bên trong là hướng Nam nha. Một mặt hướng Tây, một mặt hướng Nam. Về mình ở thì cái chỗ này lót xi măng nè, mình lót gạch luôn cho nó sạch sẽ ha. Có hai lớp cửa bên trong, một lớp cửa sắt, bên ngoài là lớp cửa sắt hai một cánh, và trong là cũng lớp cửa sắt kính lớn nha. Và nhà mình có kết cấu một trệt với một gác gỗ ha, gác suốt luôn nha cô chú anh chị. Ở dưới trệt do nhà mình chiều dài đến 10m nên chủ nhà làm một cái phòng ở dưới trệt. Đây CB tổng điện nước rồi camera. Đây từ phía nhà mình nhìn ra mặt tiền hẻm chính á là khoảng 4m ha. Cái phần sở hữu thêm này khoảng 4m nha cô chú anh chị. Và nhà này có giấy chủ quyền hồng hoàn công đầy đủ, không bị dính lộ giới, không bị dính hẻm giới gì hết. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu ha. Nhà nằm gần chợ Mai Hắc Đế. Đó, nhà mình là đi hẻm số 10 Mai Hắc Đế hoặc đi hẻm 313 đường Lưu Hữu Phước vẫn được nha. Đó, nhà mình chiều ngang là 3m8 mấy cô chú anh chị, 3m8 và chiều dài là 10m nha. Ở dưới trệt thì chủ nhà có làm một cái phòng ở dưới trệt. Và nhà vệ sinh với gian bếp ở phía sau, và trên gác thì có thêm một cái nhà vệ sinh nữa nha cô chú anh chị. Đó, ở phía dưới thì có một cái phòng ở dưới nè, phòng khách phía ngoài rộng rãi ha, có camera luôn nha. Camera hiện tại chủ vẫn để còn đây ha. Chủ nhà dọn nơi khác sống rồi nên hiện tại thì căn này nó đang trống ha. Căn này trống, mua bán thì ký công chứng giao nhà luôn nha cô chú anh chị. Nhà này thì nói chung thì nó cũ một chút, nhưng về mình sơn lại mà mình ở, nó kết cấu nó gì cũng còn chắc ha. Nhà ở trên lầu thì có một phòng với một cái nhà vệ sinh trên lầu. Nếu mình thích thì mình làm này được hai phòng ở trên lầu nha. Xin nhắc lại diện tích đất của mình đang sở hữu trong cái căn nhà này là khoảng 40m ha. Nhà này thì hơi cũ một chút xíu, về mình sơn tường lại thì mình ở thôi. Nhà gắn thêm đèn lại, đèn led với đi lại cái phòng ở trên lầu, hai phòng riêng biệt thì mình sẽ ở được liền ha. Nhà thì nằm trong khu dân cư hiện hữu, đặc biệt là nhà là có kết cấu một trệt một lầu, sổ hoàn công, khu dân cư hiện hữu thì mình yên tâm ha. Phân khúc dưới 2 tỷ. Nhà này chủ đang kêu bán với mức giá là 1.950.000.000 nha. 1.950.000.000 giá vẫn còn thương lượng trực tiếp chính chủ ha. Nếu cô chú anh chị bạn nào quan tâm đến căn nhà này thì hãy liên lạc Vũ Hồng nha, qua số điện thoại 0933 79 79 79, kênh YouTube Nhà đất Sài Thành nha. Nếu như mình xem kênh mình chưa đăng ký kênh thì mình hãy đăng ký kênh ủng hộ Vũ Hồng ha. Còn nếu đăng ký kênh rồi hãy chia sẻ cái video này cho bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà cũng như giúp chủ nhà bán được nhà nha. Lối đi này là lối đi riêng biệt, chỉ có một mình thôi. Làm cái cửa đi vào, ở phía ngoài có cổng rào và phía bên trong thì mình có cổng chính ha. Nhà nhìn thấy nó cũ do nhà chính chủ nên khi mình dọn dẹp sạch sẽ lại, mình sơn tường lại thì nhà lại rất mới nha. Đặc biệt là sổ sách nghiêm chỉnh, sổ hồng hoàn công, nhà nằm trong khu dân cư hiện hữu nên cô chú chị bạn mua yên tâm. Đó, từ đây ra phía ngoài thì chỉ có 4m là hẻm xe ba gác Trung Quốc đi qua lại được ha. Nhà thì ở trên này là chủ nhà là có đà, làm có đà ha, rất chắc chắn luôn nha. Đó, mình về mình đúc giả lại vẫn được ha. Cái đây cái cổng phía ngoài nè,
Đó, hướng này là đi ra đường Rạch Khác và đi ra đường Lưu Hữu Phước, còn hướng này là ra đường Mai Hắc Đế. Cô chú, anh chị và các bạn xem kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành. Nếu cần xem nhà liên hệ 0933 79 79 79 đặt hẹn xem nhà. Nếu có nhà cần bán liên hệ 0933 78 78 78 để ký gửi đăng bán nhanh trên YouTube. Cô chú, anh, chị cùng các bạn xem kênh. Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký và bật chuông để xem sớm video review nhà mới trên kênh. Đừng quên bấm like và chia sẻ video này. Vũ Hồng xin cảm ơn nha.